Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian ghé thăm tại trang của Phương ngày hôm nay để nghe chia sẻ của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ ba chủ đề về thứ nhất, lý do vì sao Phương tham gia online business này. Chủ đề thứ hai, các bước đầu tiên để tham gia online business này. Chủ đề thứ ba là lời khuyên của Phương dành cho các bạn. Thì trước tiên, Phương xin giới thiệu về bản thân mình một chút để các bạn đang xem câu like hay là xem lại replay biết thêm một chút thông tin về Phương. Trước đây Phương sinh sống ở thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Phương qua Mỹ được 16 năm. Hiện đang sống cùng chồng và con trai tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada. Chủ đề thứ nhất là lý do vì sao Phương tham gia online business này. Phương đến với business này với hai lý do. Lý do thứ nhất là vì con. Công việc hiện tại của Phương là làm nail, và mình đã làm cái công việc này được 12 năm. Phương thầm cảm ơn công việc này vì đã cho Phương một cuộc sống đầy đủ trong thời gian qua và cũng như giúp gia đình của Phương ở Việt Nam. Nhưng sau khi có con thì Phương luôn mong muốn tìm kiếm một công việc nào đó để có thể cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình. Thì như các bạn đã biết, công việc nào cũng vậy. Nếu như các bạn muốn kiếm thêm thu nhập thì đồng nghĩa với các bạn sẽ bỏ ra nhiều thời gian và công sức cho công việc đó. Trước đây cái công việc làm nail của mình Phương làm ít nhất là 60 tiếng mỗi tuần. Nhưng từ khi có con thì mình không làm nhiều như vậy nữa vì muốn dành thời gian đầu đời để chăm sóc cho con. Nhưng hôm nay con trai mình đã lớn và ngoài cái thời gian chăm sóc, đưa đón con đi học thì mình còn phải dành nhiều thời gian để đưa con đi các activity sau giờ học, cũng như là việc giám sát làm homework của con. Cái lý do thứ hai là vì ba mẹ Phương cũng đã lớn tuổi và cái mong muốn của mình là được đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Lúc đầu thì Phương và ông xã là định mở một cái nhà hàng nhỏ tại thành phố biển Nha Trang, và nhờ người chăm coi. Nhưng rồi nghĩ lại là để muốn cho một cái nhà hàng phát triển tốt thì mình phải thường xuyên có mặt ở đó. Nói chung là làm cái kinh doanh theo truyền thống như vậy, Phương cảm thấy rất là áp lực. Tại vì ngoài cái công việc là mình phải bỏ vốn đầu tư thì mình còn phải phải thuê mặt bằng, thuê nhân công và các thứ phát khác sinh khác. Mình cảm thấy là mình không có kham nổi, cho nên mình rất là may mắn và là mình đã tìm được một cái cơ hội online business này. Cái câu hỏi thứ hai là các bước tiếp theo để tìm hiểu về cái mô hình online business này. Thì như Phương đã chia sẻ về lý do vì sao mình tham gia cái online business này. Thì lúc đầu mình cũng đi lên mạng để search những cái công việc online. Thì tình cờ mình bắt gặp một cái mẫu quảng cáo trên YouTube. Thì mình đã không ngần ngại để lại tên và địa chỉ email của mình vào cái website đó. Thì sau khi mình được xem hội thảo miễn phí 90 phút thì mình cũng chưa hiểu hết là cái mô hình kinh doanh này là làm về cái gì. Thì bước tiếp theo là Phương đã trả phí 149 đô để vào tìm hiểu sâu hơn. Thì lúc đó mình đã bắt đầu có khái niệm là mình phải làm cái gì tiếp theo trong cái mô hình kinh doanh này. Một cái lời khuyên của Phương dành cho các bạn là khi các bạn xem cái webinar 90 phút miễn phí này, các bạn phải xem hết và không nên bỏ lỡ một cái chi tiết nào.
Bởi vì đây là một cái video rất quan trọng, nó sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ, tương đối đầy đủ những thông tin mà bạn cần thiết. Vì đây là một cái mô hình online rất là mới, cho nên là không thể giải thích trong 5 phút hay là 10 phút, mà phải chính các bạn vào trong và tìm hiểu theo cái góc độ cảm nhận của mình. Thì cái câu hỏi thứ ba đó là lời khuyên của Phương đối với các bạn khi tìm hiểu cái mô hình online business này. Thì Phương cũng biết là có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh này, nhưng do là nghe về cái business toàn cầu thì có lẽ là sẽ đòi hỏi giỏi về tiếng Anh và công nghệ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Phương, sau khi mình tham gia vào cái mô hình online này thì mình đã gặp được rất nhiều partner của mình là người Việt Nam. Ở đây là một cộng đồng rất lớn. Mọi người ở đây ai cũng chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí là mentor và coach của Phương cũng là người Việt Nam. Training site cũng được dịch sang tiếng Việt từ cơ bản đến nâng cao. Cho nên là các bạn yên tâm là nếu mình thật sự chưa giỏi về tiếng Anh hay là về công nghệ, thì Training Site đã có sẵn tiếng Việt sẽ hỗ trợ bạn trong cái vấn đề này. Cho nên là các bạn hãy mạnh dạn trả phí 149 đô để đi vào bên trong xem toàn cảnh cái business này. Các bạn sẽ biết được là công ty và sản phẩm mà bạn sẽ được giới thiệu là gì, cũng như là cái cách kiếm thu nhập ra sao. Bạn sẽ gặp được con người thật, việc thật. Phương nghĩ là nếu các bạn thật sự muốn thay đổi cuộc sống của mình, thì các bạn sẽ thật sự tìm ra một cái cố gắng tìm ra cái thời gian để tìm hiểu về cái mô hình business này một cách sâu sắc hơn. Hơn nữa là trong vòng 30 ngày, nếu trong cái thời gian tìm hiểu mà các bạn thấy là cái mô hình kinh doanh này không phù hợp, thì có thể yêu cầu hoàn lại và các bạn sẽ nhận lại 100% cái tiền phí 149 đô của mình. Thì thật ra thì các bạn cũng đâu có mất gì đâu, mà còn được biết thêm về một cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số đang bùng phát hiện nay, không những riêng ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Vậy thì Phương hy vọng là sẽ gặp các bạn inside. Nếu các bạn có biết thêm muốn biết thêm thông tin thì liên hệ với Phương qua cái website mà Phương để ở trên cái livestream của mình, để được xem cái hội thảo miễn phí 90 phút. Đây thật sự là một cái mô hình kinh doanh mà Phương nghĩ là rất là hay. Hệ thống chạy tự động 24/7, cho nên các bạn yên tâm là mình không phải đi bán hàng mời chào hay là năn nỉ người thân của mình. Đây là một mô hình rất là đáng để cho bạn thử một lần cho biết. Phương cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Phương ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp. Bye.